Thì lâu rồi em không có đích thân đi giao cá mọi người ha. Thường thì các bạn nhân viên sẽ là đảm nhận cái nhiệm vụ này đó, nhưng mà hôm nay có hữu duyên với một anh trai ở Trà Vinh, Duyên Hải Trà Vinh mọi người ha. Thì em thì đang ở Sa Đéc đó, đây là ở Sa Đéc nha mọi người nha. Đó thì nhân viên của em nó gửi cá xuống Sa Đéc và bây giờ em sẽ bước vào trong nhà xe. Đây là tới nhà xe rồi nè. Bây giờ em sẽ mang hai con cá rồng và cũng như là mời mọi người chúng ta cùng theo em mình đi xuống Trà Vinh ha. Mình giao lưu cá với anh trai ở Duyên Hải Trà Vinh mọi người nha. Rồi ok, bây giờ em mời mọi người chúng ta cùng theo em mình đi vào bên trong để nhận cá ha, và cũng như là kiểm tra cá xem mấy con cá chuyển xuống đây có ok hay không. Rồi mình sẽ đi xuống Trà Vinh nha mọi người nha. Rồi ok. Rồi ok mọi người ha, thì đây hai con cá, hai con cá đang để mình được mọi người ha. Này thì có đo bì ha, có san hô dự phòng, có rim tra khử nước. Bên đây là hai cái giấy cá nè mọi người. Rồi ok mọi người, cặp huyết long, hai cái đèn nữa nha mọi người nha. Rồi ok, bây giờ mời mọi người chúng ta cùng theo em mình đi xuống Trà Vinh nha, cùng giao lưu với khách mọi người ha. Ok let's go. Rồi, hello mọi người nha. Hiện tại thì em đã tới thị xã Duyên Hải ha. Sau quá trình gần 4 tiếng di chuyển, hiện tại em đã tới thị xã Duyên Hải. Chắc khoảng tầm 10 phút nữa là em sẽ tới nhà của anh khách mọi người ha. Đó. Đây, không khí miền Tây mùa này cực kỳ nóng luôn anh em ơi. Ở ngoài môi trường hiện tại là 37, 38 độ luôn. Rất là nóng nha mọi người ha. Mùa này thì cây cối là khô cằn luôn đó. Rất lâu rồi không có mưa đó. Và cũng như là những cái vùng này thì theo em thấy, nghe nói thấy đang bị kiểu bị lấn mặn mọi người ha, nước mặn lấn vô nên là cái nước ngọt người ta không có, dưới sông nó là nó bị lấn mặn, nó bị nhiễm mặn cho nên là không có tưới cây được. Thì ở đây thì em thấy người ta nuôi tôm nuôi cá rất là nhiều, chứ còn cây thì nó không có được tươi tốt lắm mọi người ha. Này rất là khô cằn, trời thì rất là nóng luôn. Này rất là nhiều, nhìn nó hơi sơ sét chút xíu à, nhưng mà hôm nay thì mình đi giao lưu cá cho nên là không có review về môi trường tự nhiên nha mọi người. Hơi lăng man chút xíu. Rồi ok mọi người, đây là cái cổng chào của thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh mọi người nha. Đây đó. Rồi bây giờ em sẽ đi một đoạn nữa, khoảng tầm 10 phút là tới mọi người ha. Đó, anh này thì anh ở ngay thị xã Duyên Hải luôn. Rồi ok mọi người nha. Rồi ok mọi người ha, thì đã tới nhà của anh chủ rồi mọi người nha. Đó, em đang về cái xe vô. Đây, xíu em sẽ quay tiếp cho mọi người chúng ta xem nha. Hồ đấy đâu anh? Ở trong nhà. Lại rộng quá ha. Trời, có nguyên cái hồ cá coi nữa nè. Ồ, nắng kinh khủng anh, đường xuống nó nắng rát da luôn á. Nó bị chiếu ngược vô anh, đi từ sáng đi ngược chiều nắng mà. Được không? Sao nó làm cái chân mỏng quá vậy anh? Em nó không biết làm cái này phải làm vuông 5. Cái này cái vuông 3 nè. Vuông 3 mỏng quá, này ly mấy?
Chắc ly tư hả? Chắc ly tư. Ủa anh chưa làm nắp hả? Nó đang làm, chẳng nắp thì có gì mình là lấy cái món đó mình đậy sơn cũng được, không sao. Về tới chuyện phải có nắp mới được làm kiến á. Dạ phải có nắp mới được. Chân thì nó hơi mảnh. Nhưng mà cũng im mà cũng anh kêu mới nó kêu nó chấp thêm nè, nó hàng thêm nè. Đây nó không đều nè, anh thấy không? Cái xốp này nó bị lún xuống nè. Còn cái thằng kia nó đang coi lên đó. Mà nó chịu rồi, nó im như tôi nói này. Tại do cái thằng cái sắt này nó mỏng quá nè, cho nên là cái thằng xốp nó không có ăn được bao nhiêu hết á. Ở mặt nó là phải 60 rồi. Nó có cái loại xốp chuyên dụng đó, nó dày một phần nè, nó giống như là cái dép lào á. Nó mấy chứ cái này là bây giờ sau này nó sẽ lún nữa đó. Bây giờ nó ok nhưng mà sau này nó lún lại, dưới nó có cái lớp keo hai mặt rồi. Có dán rồi. Nó cũng hơi mỏng. Không sao, tại yêu cầu nó chịu là nó được rồi. Dạ. Ok. Để em đem đồ vô. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem đèn vào lắp trước mọi người ha. Lắp đèn xong rồi sẽ trong thời gian chờ mấy em cá ngâm nước thì sẽ lắp đèn vào trước ha. Đây, mấy em cá. Cái này nếu mà bữa nào mà anh có làm lại cái chân, anh dán lại cái đáy hộp. Dán cái đáy luôn. Dán cái đáy. Nó có cái chanh dạng chanh đáy giống như cái dách trong đây nè. Đó, sẵn làm cái này nếu mình nhớ nới ra làm thì làm luôn cái đó luôn, nó sẽ ok hơn. Tại vì cái hồ nó màu trắng này mà mình chơi quyết nó không có, với lại anh nhìn vô nó không có đẹp. Nhìn vô không đẹp, nó bị lõm chõm chân. Chanh đó là dán anh xịt nước vô, xịt giống như xịt kia ta xịt tóc á, cái chai xịt kiến á, xịt vô cái đúng rồi, rồi dán vô cái nó khô, nó đẩy nước ra hết là nó khô lại là nó đẹp lắm, nó không có bị bọt như thế này. Ok, để em đem cá vô. Bữa nào rảnh làm cái lọc nữa là ok. Rồi, ok mọi người, thì đèn đã được lắp xong. Bây giờ sẽ mang hai em cá này vô. Bắt đầu là sẽ làm các quy trình tiếp theo nha mọi người nha. Test nước rồi, kiểm tra nước rồi, xử lý nước rồi, thả cá luôn ha. Rồi, sau khi mang hai em cá cho vào ngâm để cho nó làm quen nước mới. Bây giờ mình sẽ vào mình cho nó làm quen nước mới mọi người nha. Cho nó vào nước từ từ, vào 3 lần. Đây, dây cá anh. Do cái hồ của mình cái ở dưới nó màu trắng, dây chung quanh nó không có cái chanh nữa. Chanh sao nó nhạt nên là nhìn nó sẽ không có đậm như cái hồ của em trên đó nha. Của em là màu đen. Nền đen thì nhìn con cá nó sẽ đậm hơn. Đó, từ từ. Sau này có thay nước á. Cái mình nhóm là mình lót cái miếng giấy, cắt miếng giấy đen, mình lót để dưới đây, canh đen á. Để nó cũng đen bình thường. Nếu mà muốn nhắc lên cũng nặng lắm á anh. Không, mấy xử lý hồ ra. Dạ. Tại vì cái này nó nặng lắm á, khi mà đặt lên rồi thì nó có nước 500, vô nặng. 500 kg nè, 50 kg cái hồ. Còn cái hồ mấy chục ký nữa. Cái gì, cái hồ cả trăm mấy á. Dữ vậy? Nó nặng này có 8 ly mà. Thì 8 ly, mà nó nặng. Chắc hai cái này luôn là 4 người ginh nè. Dạ khoảng không tới 100 kg đâu. Em làm hồ nhiều mà này có 8 ly à. Ừ. Không nặng nhiều đó. Tại do mình thứ nhất mình sợ nó làm kính á. Ừ. Mình cảm giác nó nặng, mình khó bưng với lại nó không có chỗ bám. Đó, để cho nó làm quen nó xíu rồi mới vô nước được. Cho nó quen đi. Dạ. Nếu con cá muốn đậm thì nó để phông đen thì nó sẽ đậm màu hơn. Để phông sáng cái này thì nó nhạt. Trời ơi, nó dài dữ vậy. Oh my god. Dài Pino. Wow. Đây này mới bắt ra. Buổi sáng em bơm nước lên tới đây nè. À trong đó là anh nuôi cô Đinh cho đẻ phải không? Cô Đinh đang đẻ trong đó. Đang ấp. Trời ơi. Lần này em gặp những khách nuôi cô Đinh hoài trời. Bữa mới qua vợ anh Minh Thủ Đức. Nó luôn đinh đẻ. Ủa nó biết trốn anh? Trốn như cát rồi. Hay vậy? Ừ. À, nó vùi xuống cát trốn. Yeah.
đúng không? Cái mài của nó hay của ta. Ông anh em cũng như đẻ nuôi con đó, ông nuôi đẻ rồi cũng có chơi gì một bắp đùi luôn á trời. Nãy trong clip nhìn nhỏ lắm nha mọi người, ở ngoài nó bự lắm á, con này dài vậy phải 8-90 cm á. Nguyên cái sân vườn luôn, mát quá. Đây là con acacoi. Cái mè đẹp quá. Cái giỏng này, giỏng cá luôn nè. Đúng bài luôn. Rồi, bây giờ sẽ vô nước thứ ba. Nước thứ ba xong là thả luôn nha. Rồi, xong quá trình làm quen nước thì đã thả hai nó ra rồi mọi người nha. Đây, đang đua càng đẹp quá trời, đang muốn nè. Còn hơi phê phê, chưa tỉnh hẳn. Con này là cái má nó sẽ chỗ ba tiết nè, cái mặt nó lên bông nè. Kiếm gì anh đậy kính lại chứ lại đè cho nó nặng á, thì mà có cái hộp cỡ mình đè. Con này về đây cái hồ lớn có không gian bơi, căng cái đuôi đẹp. Chỗ em cửa hàng á, cái hồ nó nhỏ quá, không có được bơi thoải mái như đây. Rồi, vậy là dặn gì cũng ok anh chứ, đâu cần nước không? Hả? Nhưng mà nữa anh làm cái đắp cho nó ấy bình thường á anh. Lấy cái ống nước á, ống nước 27 á, xong rồi anh bắt cái tấm alu hay tấm lưới gì lên để cho nó nặng nó dần xuống. Chứ cái shop này con cá bự này nó đâu đè nó nổi. Hôm nay mình để tạm thôi. Tạm. Chiều em nó cắt mấy ký luôn. Dạ. Cắt mấy ký luôn đè lên luôn rồi để tấm xốp luôn. Dạ dạ. Ấy nó đụng nó cũng ấy nữa. Lội chi vu luôn nha. Thoải mái. Rồi cái hồ này rộng tới 70 nè, nhìn nó có chiều sâu quá, nó thoải mái hơn. Ok, mắt mò đẹp quá trời luôn. Con này đuôi càng căng xè luôn. Thôi ok, em về ha. Rồi, ok, cảm ơn anh Chí. Dạ dạ. Em về, gút cho Sài Gòn.